Chào các bạn, tiếp theo chương trình review mình có nhiều quá nhưng mình không nào gần mình trước, mình sẽ làm trước đi ha. Bộ này đi, nhìn chạm ở đó này, bộ cái lê này khá là nhiều thứ nên là mình sẽ phải mất thời gian mình dọn dẹp nó ra đây một tí. Đấy, đời còn gì vui hơn khi mà được dọn dẹp. Ok, ở đây chút rồi tí. Đấy, nếu mà có kiếp sau thì mình sẽ bán tàu sân bay cho nó lớn. Bán cờ lê một lớp rất chắc quá. Đây là bộ cờ lê 205S. S là set bộ, 205 là loại cờ lê DIN 313 form B lõm xuống 18 cây 2 mét. Thế mình sẽ mở ra xem nó bao gồm từ cái gì nha. Bao gồm từ 8 tới 34. Nhiều người cứ nói từ 8 tới 34 nhưng mà mình phải biết thì coi chi tiết bên trong nó bao gồm những cây gì. Đây này, form B này, chuẩn hai rồi đấy, các thế mình cứ đó ra. Thì cái bộ này họ không có bàn mà chỉ đứng đơn cho nó cắt tông này thôi để mà mình vận chuyển thôi. Còn về là mình sẽ bỏ vào thùng đồ nghề hoặc là tủ đồ nghề hoặc là vali gì đấy. Đó thì nó sẽ bao gồm 18 cây, họ gói đơn giản như thế này để cho cái tiết kiệm chi phí thôi. Trong trường hợp bỏ vào túi vải thì nó sẽ khác. Và đặc biệt cái này nó lên cái cây có 34 lần thì mình cũng phải cắt con dao đó anh mượn tí nhỉ. Mình phải cắt nó ra thì mình mới coi được, chẳng có cách nào khác. Cái này của khách hàng họ đặt nên là mình mạn phép được mở ra để xem. Thứ nhất là mình có thể kiểm tra xem nó bao gồm những cây gì. Xong thì thiếu với thừa mệt lắm. Đó, bây giờ mình sẽ bày nó ra đây nha các bạn. Nó là bao nhiêu? Từ 8 đến 34. Ủa, Cường nhớ dữ ra. Từ 8 đến 34 và 18 cây nha. Từ 8 thì mình làm như tìm cây 8 thôi. Đây à, 9 à, 8 là hơn đây. 8 đây, 8, 9 rồi 10 quá, 11 sẽ có cây 10 này. Luôn luôn sẽ có cây 10. Đấy, 10 đây. Ok, 8, 9, 10, 11 mưa hưa 12 đúng không Cường? Mắt anh test này Cường, nếu gì mình correct được nha. 14 thì có thể có 13 hoặc không nha. Có thể có 13 hoặc không. 13 luôn kia thì 13 14 thì đến 15 à, 16 như vậy chắc có 16, 15 đó. Rồi 17 có 15 à, 17 thì đến 19. 19 thì phải có 21. 21 đấy. Đấy, đây. 18 luôn vô thì 17, 18 luôn vô. Rồi hôm 22 16, 17, 18, 19 21, 22 đúng không? 21, 22 20 không? Từ từ không có 20 đâu mà ai cả lên thì có 20. Hiếm. Rồi thằng này là 24 27 22 24 27 27 mình xích đây tí. Đó. Đi lại nè. Từ từ nha, từ từ để 22 này, 24 này, 27 này, 30 này, 32 này, 34 này. Đấy, đến 18 giờ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Đó, 18 cây. Cây lớn nhất là 34, 32, 30, 27, 24, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 11, 10, 9, 8. Chuyển sang chế độ flycam đi. À thì chuẩn 113, form B. Form B nó sẽ khác với lại form A. Ở đây mình có cái form A.
ba ở dưới anh. Đây là pha ma này, à, thì là cây 19 nha, mình sẽ lấy cây 19 tương ứng để anh em vừa thấy có 19 không, rồi 19 đây này, 18, 19 đây đó, cùng là size 19, đây 19, đây 19, đây 19, đây 19, nhưng pha ma, pha B sẽ khác nhau là thằng này nó vẫy lên, thằng này là vẫy cúp xuống, pha B thì nó sẽ dài hơn, A thì nó ra trước, B ra sau, đơn giản vậy thôi. Thì cái này đều nghiêng 15 độ nên mình khi mình đè cái này xuống này, đó, nó ra cùng một góc giống nhau. Đó là sự khác nhau giữa form A và form B. Đó, dễ hiểu không? Cường dễ hiểu không Cường? Hiểu. Nghe nó nhảm biết thuộc này, bà luôn. Đây là form A. Đó, đó thì họ sắp như vậy và mình bỏ vào thả vào cái thùng đựng nghề là xong. Còn cái tủ gì đó là xong. Đá tiền. Cái thủ luôn này thả vô. Có cái đồ là thả vô luôn. 205S 18M. Đá tiền. Chiều 400.000 bộ này nha các bạn. 205 18M là 14.400.000. Chưa bao gồm phí vận chuyển nữa. Ok.